Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà anh chị em, lời chào thân yêu trong danh Giê-xu Chúa chúng ta. Xin có lời chào mừng các con cái Chúa từ xa có cơ hội đến đây thông công hội thánh chúng tôi. Xin Chúa ở cùng đầy ơn, ban phước trên tất cả mỗi chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, sáng nay nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ suy gẫm về cơ đốc nhân có gì, hay là bạn có gì, cho gì. Trong câu kinh thánh chúng ta đã có trong sứ đồ đoạn 3 câu 6, tôi xin được nhắc lại. Phi-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Cảm ơn Chúa là con cái Đức Chúa Trời, hết thảy thải chúng ta đều được đặc ân cao quý. Vì Đức Chúa Trời là Thượng Đế toàn năng, toàn ái, toàn quyền, toàn tín. Đó là thiên phụ của mỗi chúng ta, không phân biệt chúng ta là con người như thế nào, ở địa vị nào, tin Chúa bao lâu. Nhưng hết thảy kẻ thành tâm tin thờ Chúa đều được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chúng ta biết rằng trong Chúa có sự sáng và sự sống. Ngài là nguồn của mọi ân phước, nên không có lý do gì chúng ta là con cái Chúa mà ở trong sự tối tăm, trong sự buồn thảm, trong sự bất hạnh. Ngược lại, chúng ta phải là những người vinh dự vì có một Cha cao quý hằng còn, hằng có quyền năng đời đời ở trên trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời yêu thương muôn loài. Ngài không phân biệt từ con người cho đến sâu bọ, thú vật, các động vật, các loài ở biển cả, các loài chim trời cho đến cây cối, côn trùng nhỏ nữa. Chúa vẫn luôn luôn quan tâm. Tuy nhiên là con người, Đức Chúa Jesus Christ khi đến trần gian, Ngài mang lấy thân xác hình ảnh con người. Và con người cũng được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy con người là một tạo vật vô cùng cao quý. Mà hơn nữa, Chúa đến để cứu chúng ta, chúng ta nên con dân Ngài. Thì không thể nào một cơ đốc nhân sống trong một đời sống nghèo khổ, buồn thảm, thất bại. Nhưng có phải hết thảy mọi cơ đốc nhân, tức là những người đã thành tâm tin Chúa trong hội thánh, chúng ta lúc nào cũng thỏa lòng, lúc nào cũng bình an, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc không? Hay có khi chúng ta cảm thấy, ủa, sao mình yếu đuối quá, sao mình hay buồn thảm quá, sao mình cảm thấy nghèo khổ quá, sao mình hay thất bại quá? Có phải Đức Chúa Trời muốn chúng ta ở trong tình trạng này không? Không đâu. Chúa nói, Jesus Christ đã nói rằng ta đến để chiên ta được sự sống và sự sống dư dật. Như vậy thì xin Chúa chúng ta hãy suy xét xem, là con dân Chúa, là cơ đốc nhân, là những chi thể trong thân thể Chúa là thánh Ngài, chúng ta hiện có gì và chúng ta có thể cho gì cho tha nhân. Bây giờ chúng ta nhờ ơn Chúa suy gẫm về hai người trong Kinh Thánh mà chúng ta đã biết tên của họ. Kinh Thánh đã nêu ra trong sứ đồ đoạn 3 từ câu 1 đến 16 nói về hai sứ đồ của Chúa là ông gì anh chị em nhớ không? Phi-rơ và ông Giăng, một người cao tuổi hơn, một người trẻ tuổi hơn. Tuy nhiên cả hai đều là sứ đồ theo Chúa hơn 3 năm rưỡi. Những người này họ có gì, họ cho gì? Trước hết với Chúa họ là những người yêu Chúa nhiệt thành, có cái lòng tìm kiếm Chúa. Mặc dầu Phi-rơ Giăng là môn đồ, là sứ đồ của Chúa, Kinh Thánh có chép cho chúng ta thấy rằng sau khi Chúa về trời thì các môn đồ đã hiệp nhau một chỗ trên phòng cao và họ làm gì? Cầu nguyện. Họ vâng lời Chúa bền đổ bao lâu ạ? 10 ngày. Điều gì xảy ra? Đức Thánh Linh giáng xuống, anh ấy được đầy dẫy quyền năng và làm chứng nhân cho chúng. Nhưng sau đó thì thế nào? Hội thánh được thành lập từ chỗ 120 người lên đến 3.000 người tin Chúa và số người tin theo đông lắm. Tuy nhiên số người cầu nguyện có đông không?
Kinh Thánh cho chúng ta thấy trong sứ đồ đoạn 3, anh chị em thấy thế nào? Xin chúng ta mở ra để xem lại trong công vụ các sứ đồ đoạn thứ 3. Ở đây nói thế nào? Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều, Phi-e-rơ với dân cùng lên đền thờ. Không phải 120 người, cũng không phải là 3.000 người. Số người cầu nguyện ở đây dường như quá ít, phải không? Có 2 người ạ. Chúng ta không biết rõ những người khác họ sẽ cầu nguyện vào cái giờ thuận lợi chăng, tức là không trùng giờ Phi-e-rơ và dân, hay là họ đi cầu nguyện vào thời gian buổi sáng sớm hơn, chúng ta không biết. Nhưng mà biết chắc chắn rằng hội thánh ban đầu đã có cái tinh thần cầu nguyện rất tốt. Bằng chứng thì sứ đồ đoạn 2 câu 46 chép rằng ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, cùng ở nhà thì bãi bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Ngày nào cũng vậy, tức là ngày nào cũng vậy hết á. Họ thường xuyên đến đền thờ để cầu nguyện. Nhưng chúng ta không biết cái số lượng người đến cầu nguyện là bao nhiêu người. Trong số hàng ngũ các sứ đồ, chúng ta biết 12 người mà một Giuđa phản bội đã chết rồi, còn 11 ông. Nhưng mà khúc Kinh Thánh cho chúng ta thấy ở đây, buổi cầu nguyện buổi chiều á, 3 giờ chiều này á, thì chỉ có Phi-e-rơ ở dân thôi. Dẫu sao nữa thì chúng ta có thể học gương của hai người này rất yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa cho nên họ chọn một cái thời gian, đó là buổi chiều. Có thể họ cũng như Giang có tuổi mệt mỏi không về sớm được, ông Phi-e-rơ. Nhưng mà Giang và Phi-e-rơ đã định với nhau rằng 3 giờ chiều. Điểm thứ hai nữa, địa điểm ở đâu? Đó là nơi đền thờ để cầu nguyện, để thờ phượng Chúa. Có thể họ nếu không được siêng năng, họ nói thôi chú Giang cầu nguyện nhà chú đi, còn bây giờ tôi cầu nguyện ở nhà tôi. Rồi mấy ông đồ khác cũng vậy, thế sẽ có sự phân tán mỏng, không có hiệp nhất nhau. Nhưng ở đây hai người đã cùng một địa điểm là cùng lên đền thờ, cùng cái thời gian là 3 giờ chiều. Họ có một cái sự quyết định và họ đã thực hiện điều đó. Quý ông bà anh chị em được Chúa cho, chúng ta có 7 ngày trong một tuần, chúng ta có 12 tiếng trong một ngày, 24 tiếng trong ngày và một đêm. Thực ra chúng ta đã để bao nhiêu thời gian để có mối tương giao trong sự cầu nguyện với Chúa, hoặc đọc Kinh Thánh để nghe Chúa phán với chúng ta. Nếu chúng ta nói rằng ồ một tuần thì tôi có một lần, một tiếng rưỡi tôi đi lễ một hoặc lễ hai lễ tối ạ, có khi tôi cũng sinh hoạt với ban ngành, như vậy chừng đó đã đủ chưa? Nếu so với ăn của chúng ta, mỗi ngày chúng ta ăn mấy bữa? Nếu so với thở, với uống nước, mỗi ngày chúng ta thở mấy giờ, uống nước bao nhiêu lít? Chắc là chúng ta thấy rằng mình phải uống luôn, không thì nó khác lắm. Mà nếu không thở 15 phút sau chắc chúng ta chết hết. Như vậy chúng ta phải thở liên tục. Nhưng sự cầu nguyện thì chúng ta thế nào? Một tuần lễ chúng ta có dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện không? Có giữ sự tương giao với Chúa. Nhưng mà cầu nguyện không phải là riêng cá nhân mà thôi, mà đây cho chúng ta thấy nêu lên cái tinh thần cầu nguyện chung, tức là hai người hiệp nhau trong tinh thần cầu nguyện. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng phải có đức tin, và kẻ có đức tin đến gần Đức Chúa Trời mới có thể đẹp lòng Ngài. Hêbơrơ 11 câu 6 rằng Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Như vậy chắc chắn là Đức Trời ban thưởng cho những kẻ thành tâm tìm kiếm Chúa. Và việc đó đã xảy ra, như chúng ta biết trường hợp sắp tới mà chúng ta sẽ học về gương hai người này, họ đã được phước thế nào khi họ hiệp nhau cùng mình. Điểm nữa là lời Chúa hứa là họ có cái tinh thần hiệp một nhau, không những là tìm kiếm thờ phượng Chúa mà phải hiệp nhau nữa. Họ hiệp một trong sự tìm kiếm Chúa. Kinh Thánh là Phi-e-rơ với dân. Phi-e-rơ thì tánh tình nóng nảy lắm, Phi-e-rơ thì tánh tình mềm, dân mềm mại hơn. Phi-e-rơ thì người cao tuổi, dân trẻ hơn. Nhưng mà một già một trẻ có thể nói rằng khó hòa hiệp. Nhưng mà tại đây trong đức tin thì họ đã hiệp một nhau.
Trong Ma-thi-ơ 18 câu 19 câu 20 anh chị em còn nhớ Chúa nói gì không? Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau dưới đất cầu xin thì có ta ở với. Như vậy Chúa hứa rằng nơi nào dù có hai người hay ba người, đó là con số ít phải không? Nhưng mà hiệp nhau trong cái tinh thần hiệp một tìm kiếm thì có Chúa ở với họ tại nơi đó. Cảm ơn Chúa, đây là một điều được sự yên ủi. Có những con cái Chúa gặp thuận lợi ở một hội thánh đông. Có những nơi chúng tôi đến dự nhóm cả hàng ngàn người hay mấy ngàn người, chúng tôi thấy không khí rất là được phấn khởi. Nhưng mà đừng buồn nếu nơi nào đó con cái Chúa nhóm có 5-3 người, hoặc trong gia đình không có ai hết, chỉ có 1-2 người tin Chúa, còn nhiều người khác không tin. Nhưng mà hiệp nhau là cầu nguyện thì Chúa rằng có Ngài. Cái quan trọng là hiệp một và thuận ý nhau, chứ không phải là chống đối nhau. Hiệp một nhau. Xin Chúa ban phước cho chúng ta có tinh thần đó. Chúa đốc nhân gì? Có gì? Có cái lòng yêu Chúa. Yêu Chúa bày tỏ có hành động, chứ phải yêu Chúa môi miệng không. Qua sự tìm kiếm, qua thì giờ chúng ta như là hẹn gặp Chúa. Ở đây trong chúng ta có những người ở trong thời kỳ trẻ, có những người bạn mình tìm hiểu để chuẩn bị đến hôn nhân, thì thường thế nào? Thích những cái giờ đó để trò chuyện tâm đắc vui lắm. Và thậm chí đến những người, chúng ta có những người bạn rất thân, mặc dù có vợ có con, nhưng mà chúng ta gặp những người bạn thân đó có thể nói hàng giờ mà không tiếc thời gian, cũng thích gặp đi gặp lại trò chuyện. Chúa Giêsu có phải là người bạn thân nhất của chúng ta? Chúng ta có trìu mến Ngài không? Xin Chúa chúng ta yêu mến Ngài. Chúa Trời đòi hỏi chúng ta là ngươi phải hết lòng, hết gì nữa? Hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu mến Chúa. Như vậy yêu mến Chúa không phải bởi ý chí mà thôi, mà bằng cả sức lực của chúng ta nữa. Xin Chúa ban phước chúng ta yêu mến. Đối với người thì họ có gì? Là họ có một sự quan tâm. Xin chúng ta xem trong Sứ Đồ đoạn 3 câu thứ 4, câu 3, câu 4. Người thấy Phi-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-rơ và Giăng ngó trăm người rồi nói là hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bằng nhìn chăm chăm hai người tưởng sẽ được chút gì? Ở đây Phi-rơ và Giăng khi bước lên đền thờ để cầu nguyện thì gặp ngay một người, và người này thường xuyên ở mãi, có thể nói là trụ ở cái cổng cửa đẹp nơi đền thờ. Khi bước vào đền thờ thì phải gặp người này trước. Người này gần như là một mục tiêu thường xuyên mà bao nhiêu khách đến thờ phượng đều gặp. Người này làm gì? Người này bị què từ lúc mới sinh ra, không có phương tiện làm ăn sinh sống, cho nên chỉ có cái miệng nói và hai cái tay chìa ra thôi, chứ chân thì chắc nhỏ lắm, không có đi được. Cho nên người này xin Giăng và Phi-rơ bố thí cho mình. Nhưng điều gì xảy ra? Chúng ta thấy rằng Phi-rơ và Giăng thấy và làm gì? Câu 4 nói rằng ngó trăm người. Lần này không phải nhìn sơ sơ rồi đi luôn ạ. Nhưng mà ngó kỹ đó. Thì cũng ông què chứ khác gì đâu, cũng người này mấy chục năm rồi cũng trụ ở đây hoài, thấy miết hả chứ. Nhưng mà lần này không biết tại sao Phi-rơ và Giăng lại ngó rất là kỹ ạ. Ngó chăm chăm. Rồi sao làm gì nữa? Cái người này thì hy vọng lắm, cho nên cũng nhìn chăm chăm Phi-rơ và Giăng. Vì Giăng, Phi-rơ bảo là hãy nhìn xem chúng ta. Người này nhìn chăm chăm tưởng à, có lẽ cái ông này hôm nay có tiền gì nhiều lắm đây, hay có cái quà gì đây, để xem thử ông có rút xếp ra, ông rút cái gì ông cho mình chăng. Nhìn chẳng thấy gì hết. Rồi lại thêm nữa, Phi-rơ nói rằng ta, câu 6, chẳng có vàng bạc gì hết. Nói như vậy nghe hơi buồn ha, không có được bảo nghìn trăm mà chẳng có gì, còn bảo gì cái gì. Nhưng điều ta có thì ta cho người. Ồ, tốt quá. Giăng Phi-rơ không có gì hết, nhưng mà lại có, đó là điều lạ. Không có tiền, không có vàng, không có bạc, vậy có cái gì đâu? Mà ông này chắc có cái miệng nói phép à. Không phải, nói thật mà. Không có, nhưng mà điều ta có. Điều này có là gì quý ông bà? Thì ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Chà, một cái ông trước đây làm nghề đánh cá, xem ra bộ ông cũng nghèo, ông chẳng có gì,
Mà vậy bây giờ ông bảo nhìn xem chúng ta, mà nhìn cũng chẳng có cái gì hết. Trời, con nó không có tiền, không có vàng, không có bạc gì hết trơn mà. Có. Điều ta có thì ta cho người. Cảm ơn Chúa. Hai cơ đốc nhân này đã theo Chúa. Họ đã bỏ nghề nghiệp chài lưới. Thậm chí cha của họ, Phi-rơ có vợ con, mà ông cũng bỏ gia đình. Ông theo Chúa. Có lúc Chúa đói, chắc ông cũng đói. Chúa bị bắt, ông sợ hãi. Chúa bị đóng đinh, ông chối ngài, ông trốn đi. Nhưng mà sau đó ông ăn năn và ông được phấn hưng. Và bây giờ ông có gì? Ông nói ông không có gì, và thật ông cũng chẳng có tiền, có vàng, có bạc. Và ông có quyền năng của Chúa. Bằng cớ là sau khi Chúa sống lại, ông gặp Chúa rồi. Giờ ông cùng các môn đồ, sau khi Chúa thăng thiên, lấy phòng cao cầu nguyện. Và điều gì xảy ra quý ông bà? Lửa Thánh Linh giáng đầy dậy trên 120 người. Trong đó có Phi-rơ dân cũng như các chư đồ. Kinh Thánh cho chúng ta thấy là ai nói được đầy dậy Thánh Linh bởi quyền năng. Họ đã giảng đạo Chúa cách giảng dĩ về nhiều người nhân tin Chúa. Từ 120 người đến 3.000 người tin Chúa, chúng ta thấy không phải là việc dễ mà. Đó là việc của Đức Chúa Trời quyền năng. Lần này Phi-rơ đã xác nhận này, ta không có. Nhưng mà ông không phải là không có gì hết. Về mặt con người, ông không có vật chất, không có tiền của. Nhưng mà phương diện thiêng liêng, Đức Chúa Trời ban cho ông quyền năng. Ông nói là nhưng mà ta có. Mà điều ta có thì ta không có cách, ta không có đầu cơ, nhưng mà ta cho ngươi. Đó là nhân danh Chúa. Cảm ơn Chúa. Phi-rơ có danh Chúa, có quyền năng của Chúa, có tình thương, có sự quan tâm đến người đương ở trong hoàn cảnh thống khổ. Anh này đã nhiều năm rồi, ngày nào anh cũng xin hết, nhưng mà anh không bao giờ dư dật. Tại vì anh xin người ta cho của bố thí thì anh cũng tạm đủ sống qua ngày thôi. Nhưng bây giờ Phi-rơ biết cái nhu cần của anh không phải là cho vàng, cho bạc, cho cái gì, mà làm sao trong danh Chúa để người này đi được. Khi người này đi được rồi thì người này sẽ tự sống lấy. Cảm ơn Chúa. Phi-rơ đã biết một nhu cầu rất cần cho người bại suốt 40 năm đã qua. Anh này độ 40 tuổi. Bây giờ anh này cần là được đứng dậy đi được. Nên Phi-rơ nhân danh Chúa nói này, ta nhân danh Chúa Giê-xu N-Z, ngươi hãy đi. Và lập tức ông nắm tay và đỡ người què dậy. Tức thì bằng trơn mắt cá người mạnh và người đi được. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta gặp một người què cũng xin như vậy, chúng ta dám nói như Phi-rơ à, tiền bạc không có, hay cho đây có một ít tiền cho, nhưng có thể dám này nhân danh Chúa người hãy đi không? Chắc có người trong chúng ta sợ không dám. Dù mình nói người đó không đi được thì nó mắc cỡ lắm ạ. Nhưng tại sao Phi-rơ dân dám làm được ạ? Xin anh chị em nói cho tôi biết lý do gì. Là ông biết ai ở với ông, ông biết ông có gì không? Ông không có, nhưng mà ông nói rằng ta có. Có gì? Có Chúa ở với, có quyền năng. Vì cơ đó thì ông cho người đó trong danh Chúa, và ông làm cho người đó được lành. Đấy không phải là Phi-rơ chữa lành, nhưng mà đây là quyền của Đức Thánh Linh hành động. Và trong đức tin của Phi-rơ khiến cho người này được lành. Tôi, quý ông bà anh chị em đều là những con người bất toàn. Nếu nhìn vào quá khứ, chúng ta có thể không kém Phi-rơ phải. Phi-rơ chối Chúa này, Phi-rơ thấy Chúa sẽ xa này, Phi-rơ thất bại này, ngủ đôi với xe bên này, vâng vâng. Chúng ta cũng có nhiều cái thất bại không kém ông, có khi hoặc tệ hơn ông nữa. Nhưng mà Chúa có giận hay là không tha tội chúng ta không? Phi-rơ ăn năn Chúa tha hết. Chúa còn kêu gọi ông là hãy chăn những chiên con của ta nữa. Ngày hôm nay cũng vậy. Mặc dù tôi quý ông bà anh chị em nếu nhìn về quá khứ mà quỷ có thể cáo trách chúng ta, à là lỗi này lỗi kia lỗi nọ, mà trong huyết Chúa Giê-xu, trong đức tin ngài tha hết. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta được quyền năng, và chúng ta có quyền nhận quyền năng từ nơi Thánh Linh Chúa ban cho. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa không từ chối điều tốt lành cho ai cầu xin, ai khao khát Thánh Linh. Và cảm ơn Chúa khi Phi-rơ và dân nhân danh Chúa mà bảo người đó đứng dậy bước đi thì sao? Trong đức tin người này đứng dậy, lành bệnh, lập tức đi, vừa nhảy vừa mừng.
làm gì? Bước vào đền thờ. Câu 9 chép như thế này: người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Việc này không phải là một cái việc lén lút mà rõ ràng công khai, đến nỗi cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Trời. Không những người này được lành mà tất cả dân chúng sững sờ, bỡ ngỡ và cũng ngợi khen Chúa. Trước có thể họ sầm sì, họ coi thường Phi-rơ và Giăng, nhưng bây giờ họ kinh ngạc. Trước họ coi thường Đức Chúa Giê-xu, nhưng bây giờ họ thấy Đức Chúa Giê-xu quyền năng, đến độ đã chết đã sống lại về Trời. Nhưng bây giờ chỉ danh Chúa Giê-xu thôi mà làm cho người què mấy mươi năm này đã đi được. Và cả dân chúng thì thấy người, nhận biết người đó thật là người trước đã què ăn xin. Ở đây nói rằng hết thảy đều bỡ ngỡ, sững sờ việc xảy cho người. Người đó cầm tay Phi-rơ và Giăng, cả dân chúng lấy làm lạ chạy đến cùng các người đó. Ở đây cứ gọi là Salomon. Thưa quý ông bà anh chị em, Phi-rơ và Giăng có gì? Đó là có đức tin và trong danh Chúa tác động mạnh mẽ khiến cho người bệnh đó được lành. Hơn nữa, ông cũng được ơn của Chúa. Ông kêu gọi mọi người hãy đặt niềm tin nơi Chúa, vì chỉ có Chúa mới chữa lành được người bệnh hoạn này. Ông có lòng khiêm nhường, không phải là đây là chúng tôi có tài, có ơn để cứu người này được lành. Trong câu 12, câu 16 chép như thế này: Phi-rơ thấy vậy nói với dân chúng là: hỡi người Israel, sao có người lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao người ngó sững chúng ta, vì như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được như vậy? Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac, Jacob, Đức Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Chúa Giê-xu, đấng mà các người đã bắt nộp, chối bỏ trước mặt Phi-lát. Các người đã chối bỏ đấng thánh, đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Người đã giết Chúa người sự sống, một trời khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng người đó. Ông rất là can đảm và nói thẳng với dân chúng trước là những người đã hô đòi đóng đinh Chúa Giê-xu. Rồi ông cho họ biết bí quyết sao người này được lành. Có 16 của đoạn 3 sứ đồ, ông nói rằng ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này, là người các người đã thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các người. Cảm ơn Chúa, Phi-rơ đã nhìn nhận này, đây là danh của Chúa Giê-xu, là quyền năng của Ngài mà khiến Ngài này được lành. Quý ông bà anh chị em có tin được quyền năng Chúa? Nếu chúng ta tin, hãy học đòi gương của Phi-rơ vậy. Trước khi họ cầu nguyện được kết quả thì họ đã có tấm lòng quan tâm đến người khốn khổ kia. Nhiều người không quan tâm, nhiều người chỉ quan tâm đến người mà mình cần quan tâm, hoặc giàu có, hoặc địa vị, hoặc thế lực để được nhờ vả. Nhưng cái anh què này có giúp được gì họ không? Không. Nhưng mà Phi-rơ Giăng quan tâm, thì thế đây là một người rất cần được ơn thương xót của Chúa, được lành bệnh. Ông có cái đức tin, ông có lòng nhiệt thành, và nhân cơ hội này ông làm chứng cho mọi người được biết, kêu gọi ăn năn tin Chúa. Ông cho họ biết trước họ đã lỗi lầm đóng đinh con Chúa Trời, và bây giờ hãy ăn năn. Ông có một lập trường vững chắc và kêu gọi họ. Và kết quả như thế nào? Trong sứ đồ đoạn 4 câu 4 chép rằng: số nhiều người, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5.000. Cảm ơn Chúa, từ 3.000 lên đến 5.000 người. Chúng ta biết đã có mấy ngàn người tin theo Chúa bởi đức tin. Bởi ai? Bởi những người kính sợ Chúa. Đến nỗi trước đó Phi-rơ và Giăng vì danh Chúa họ bắt giam hai người vào ngục. Trong đoạn 4 câu 3, cho đến bữa sau, dầu rằng đã bị tối rồi, nhưng mà có nhiều người đã tin Chúa. Sau đó những người này bị họ bắt ra và cấm không được nhân danh Chúa giảng dạy, như trong sứ đồ đoạn 4 câu 18-19. Họ nói rằng không được nhân danh Chúa mà nói hay là dạy. Làm như vậy thì làm sao giảng tin lành? Nhưng Phi-rơ và Giăng trả lời rằng: chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Về phần chúng tôi, không có thể
chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Cảm ơn Chúa, hai người này không sợ áp lực của quần chúng hoặc là các cái quan cai trị lúc bây giờ, nhưng họ vâng lời Đức Chúa Trời và họ tin cậy nơi quyền năng Ngài. Chúa Trời đã ban phước. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta đương ở trong thời kỳ cuối cùng. Anh chị em có gì? Một số người trong chúng ta phải làm ăn vật lộn trong cuộc sống ở xã hội, nhưng mong rằng đừng ai trong chúng ta giàu thiếu gì thì thiếu, có thể thiếu thốn điều này điều kia, nhưng xin Chúa cho chúng ta đừng thiếu quyền năng của Chúa, đừng thiếu tình thương của Chúa, đừng thiếu sự quan tâm đến biết bao nhiêu người cần đến Chúa và muốn giúp đỡ họ. Chính chúng ta phải là những người yêu mến Chúa hết lòng, chính chúng ta phải là người làm gương trong tinh thần khát khao tìm kiếm Chúa và cầu nguyện, chính chúng ta phải làm gương trong tinh thần hiệp một. Và rồi dù chúng ta không có gì, tiền vàng bạc thế quyền địa vị không có, nhưng xin Chúa chúng ta đừng thiếu niềm tin và quyền năng nơi Chúa. Như Phi-e-rơ và dân một người cũng như chúng ta thôi, nhưng mà có được tin và trong danh Chúa Giêsu họ được sức mới, quyền năng Ngài để nổi nhân danh Ngài và làm cho người bệnh được lành. Ngày nay có biết bao nhiêu người họ đương què, không phải què thể xác này mà què phương diện thiêng liêng. Họ rất cần anh chị em trong danh Chúa Giêsu để kêu gọi họ đứng dậy, họ bước qua đền thờ thờ phượng ngợi khen. Nhưng trước khi để họ được lành, chính chúng ta cũng phải được lành bệnh tâm linh của mình. Chúng ta có yếu đuối, chúng ta ngủ gục, chúng ta theo Chúa xa xa, hoặc chúng ta đã chối Ngài, phải ăn năn. Chúa phục hồi đức tin để chúng ta yêu mấy Ngài. Như Phi-e-rơ nói rằng Chúa biết con kính mấy Ngài, con yêu mấy Ngài. Sau đó Ngài sẽ ban năng quyền để anh chị em được đầy ơn, hiệp lực nhau hầu Chúa. Mong ước rằng không bao lâu Chúa đầy dẫy quyền năng Ngài trị mỗi chúng ta, để anh chị em có nguyện Chúa sẽ ban đầy dẫy năng quyền, và chúng ta có thể nói như Phi-e-rơ rằng ta không có gì, nhưng điều ta có thì ta sẽ cho Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu hãy bước đi. Mong rằng tất cả chúng ta là những người mạnh mẽ trên linh trình để ảnh hưởng đi biết bao nhiêu người què yếu ớt phần thiệt thuộc linh, để họ sẽ được mạnh mẽ thì vì chúng ta thờ phượng người khen hầu vị Chúa. Amen.